Tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới của Mỹ, Condé Nast Traveler, đã công bố một loạt danh sách những điểm đến tốt nhất trên khắp thế giới để ghé thăm vào năm 2024. Và trong danh sách của châu Á thì Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok, Thái Lan, thung lũng Kathmandu, Nepal, con đường tơ lụa Uzbekistan, Singapore, Mông Cổ, Sri Lanka. Để vào được danh sách này, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều tiêu chí khắc khe của đội ngũ biên tập tạp chí này. Ngoài việc sở hữu nhiều cây cầu độc đáo như cầu vàng, cầu rồng, cầu sông Hàn, Đà Nẵng cũng chính là một cây cầu kết nối với phố cổ Hội An và cố đô Quế, Một thành phố biển hiện đại nằm giữa hàng chục địa điểm di sản được UNESCO công nhận ở miền trung Việt Nam. Tạp chí Mỹ cũng nhận định Đà Nẵng là ví dụ thành công lớn thời hậu Covid-19 tại châu Á. Khi ghi nhận lượng khách quốc tế đến đây vào năm 2023 vượt con số trước đại dịch với sự góp sức của nhiều đường bay mới từ khắp các nơi trên thế giới.